Người đá khổng lồ cao 30 mét sống động xuất hiện trên vách đá Tứ Xuyên hay vách đá núi Lư Sơn ở Giang Tây, trông giống một chiếc đầu khổng lồ với ngũ quan rõ ràng. Núi Cửu Hoa trông giống một vị Phật đang ngủ, xuất hiện Phật quan kỳ diệu chứa 7 sắc cầu vồng. Núi Mặt Quỷ ở Quỷ Môn Quan, Lạng Sơn và ngoài sầm nghe đến là kinh hồn khiếp vía. Cửa ải Quỷ Môn, 10 người đi thì chỉ có một người quay lại. Phật quan xuất hiện trên đỉnh Phan Xi Păng. An Nhiên kính chào quý khán thính giả của TCT. Những ngọn núi thiêng liêng huyền bí mang hình tượng mặt người khiến chúng ta không khỏi trầm trồ về sự sáng tạo của tạo hóa. Nhiều người nói rằng đó là hiện thân của các vị thần. Trung Quốc là quốc gia xuất hiện vô vàn những ngọn núi linh thiêng nổi tiếng, trong đó phải kể đến núi Ngũ Nhạc, Ngũ Hành Sơn, núi Cửu Hoa, núi Nga Mi. Đây đều là những địa danh nổi tiếng và nhiều lần được các vị thần triển hiện thần tích. Việt Nam chúng ta cũng có một vài ngọn núi thiêng như vậy. Trong chương trình hôm nay, quý khán giả hãy cùng An Nhiên khám phá 6 ngọn núi thiêng tại Trung Quốc và Việt Nam. Và không để quý vị chờ lâu, ngay bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi. Người đá khổng lồ cao 30 mét sống động xuất hiện trên vách đá Tứ Xuyên. Cách đây một khoảng thời gian, khi một nhóm nhà địa chất học đến từ quận Ngũ Thông Kiều, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên đi du ngoạn, họ đã vô tình phát hiện một người đá khổng lồ cao khoảng 30 mét trên đỉnh một ngọn núi với mắt, mũi, miệng sống động, khiến con người phải kinh ngạc trước vẻ đẹp điêu luyện sắc sảo của tự nhiên. Theo trang tin tức Tứ Xuyên, ngày 24 tháng 7 năm 2015, vị trí của người đá khổng lồ nằm ở thôn Đa Bảo, thị trấn Dương Liễu, quận Ngũ Thông Kiều. Ngày 23 tháng 7 năm 2015, phóng viên tên Lục Môi đã cùng ông Đại đến được một đỉnh núi không rõ danh tính sau hơn một giờ leo núi. Chỉ thấy trên một vách đá nhô cao đối diện cách đó không xa, phần đầu giống như chân dung một người nhìn nghiêng, phần mắt, mũi, miệng sinh động. Phía dưới phần đầu có một phần lõm xuống giống như một cái cổ, cộng thêm khối đá lớn ở dưới toàn bộ bức tranh, giống như một người khổng lồ bằng đá. Theo quan sát bằng mắt, người đá khổng lồ cao khoảng 30 mét. Thời gian trước, nhóm chúng tôi tình cờ phát hiện ra người đá khổng lồ khi đi leo núi ở đây. Ông Đại thốt lên rằng, thật khâm phục sự khéo léo kỳ lạ của tự nhiên. Trên thực tế, các vùng núi lớn nhỏ ở đại lục Trung Quốc thường thấy có những đỉnh núi giống hình người này. Vách đá núi Lư Sơn ở Giang Tây trông giống một chiếc đầu khổng lồ với ngũ quan rõ ràng. Vào tháng 8 năm 2013, truyền thông đại lục đưa tin tại khu danh thắng Lư Sơn, Giang Tây, từ hang động Cẩm Tú đến hang động Tiên Nhân, khách du lịch có thể nhìn thấy một vách đá trông giống như đầu người ngay dốc núi treo leo. Các đường nét trên khuôn mặt như lông mày, mắt, miệng, mũi, cằm đều rõ ràng. Chiếc mũi nhọn kia là tảng đá được khắc ba chữ Cẩm Tú Cốc. Hướng dẫn viên du lịch và người dân địa phương gọi tảng đá trông giống như mũi người khổng lồ này là đá đầu lợn. Những cây thông trên đỉnh đầu giống như tóc, trạm dừng chân bán hàng màu đỏ trên đỉnh giống như cái mũ nhỏ màu đỏ. Vách đá phía dưới đầu giống như thân thể của người khổng lồ đang chăm chú nhìn về phía xa thung lũng và huyện thành Cửu Giang dưới chân núi. Ở bờ bắc sông Âu, Ôn Châu cũng có những đỉnh núi kỳ lạ, nếu dựng đứng lên rất giống hình người. Ở bờ bắc sông Âu, Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang cũng có một đỉnh núi kỳ lạ. Nhìn ngang thì không có gì đặc biệt, nhưng khi chụp ảnh và nhìn dọc thì phát hiện bên trên hai đỉnh núi rất giống thân trên của một người. Trong ảnh, các đỉnh ở phía trên lồi lõm giống như khuôn mặt của một người, có lông mày, mắt, mũi và miệng đầy đủ. Các đỉnh ở phía dưới giống như ngực của một người và chỗ trũng giữa hai đỉnh giống như cổ. Núi Cửu Hoa trông giống một vị Phật đang ngủ. Tháng 8 năm 2001, một du khách hành hương đã chụp một bức ảnh ở Bách Tuế Cung thuộc khu danh thắng Cửu Hoa Sơn. Khi về nhà rửa ảnh thì thấy quang cảnh núi non thiên nhiên giống như hình ảnh một vị Phật tôn kính đang nằm ngửa. Có thể nói nhìn ngang là núi mà nhìn dọc là hình một vị Phật. Khi vị du khách này trở lại núi Cửu Hoa với bức ảnh để tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy vị Phật ngủ tôn nghiêm thần bí trong khu danh lam thắng cảnh Bách Tuế Cung này. Vị Phật đang ngủ này nằm trong khu thắng cảnh hoa đài của núi Cửu Hoa, đầu tựa vào đỉnh của mái nhà, từ trán đến mắt là những bệ hoa nhỏ, từ mũi đến cổ là những bệ hoa lớn, từ trán đến cổ dài hàng trăm mét và hình ảnh rất sống động trông như thật. Thưa quý vị, nói về núi Cửu Hoa thì nơi đây cũng từng xuất hiện Phật quang vô cùng huyền bí. Đúng 15 giờ,
Thập Vương Phong, ngọn núi cao nhất của Cửu Hoa Sơn, cảnh quan Phật quang hiếm có đột nhiên xuất hiện. Phật quang hình tròn, vòng tròn xung quanh có nhiều màu sắc như bảy sắc cầu vòng gồm trắng, vàng, đỏ, tím, xanh lam, xanh lục, cam. Chính giữa của vòng tròn giống như khảm một bức chân dung. Cảnh quan văn hóa Đại Nguyên Cửu Hoa Sơn là một trong tứ đại danh sơn nổi tiếng Phật giáo Trung Quốc, là một danh lam thắng cảnh trọng điểm thuộc cấp quốc gia, cũng là đạo tràng Bồ Tát Địa Tạng được công nhận trên toàn thế giới. Núi Mặt Quỷ ở Quỷ Môn Quan, Lạng Sơn. Huyện Chi Lăng thuộc tỉnh Lạng Sơn có địa hình hiểm trở kỳ lạ, là tại đây có ngọn núi Mặt Quỷ đi vào huyền thoại, giặc ngoại xâm gây đến là kinh hồn khiếp vía. Từ xa xưa, Chi Lăng đã có một vị trí trọng yếu là cửa ngõ chính ở phía bắc nước ta. Nhờ có địa hình hiểm trở mà cha ông ta đã chặn đứng các cuộc viễn chinh xâm lược của phương Bắc. Sau rất nhiều thất bại, quân giặc ví đây là cửa tử, một đi không trở về. Nhân dân địa phương vẫn nhớ câu nói như sự kinh hãi khi đi qua nơi này: Quỷ Môn Quan, thập nhân khứ, nhất nhân hoàng. Dịch nghĩa nôm na tức là đi qua cửa ải Quỷ Môn, 10 người đi thì chỉ có một người quay lại. Núi Mặt Quỷ nằm trên lưng chừng vách núi Cai Kinh, dựng đứng cách cửa ải Chi Lăng ngày nay chừng 100m, có một hình dáng khuôn mặt trông thấy giống mặt quỷ, vì vậy mà nơi đây có tên là Núi Mặt Quỷ. Mặt quỷ nhìn rõ nhất là hai hố sâu rất giống hai con mắt, như hai miệng thúng sâu thẳm, chằm chằm nhìn xuống dòng sông Thương, mồm rộng tạo thành một cái cửa hang sâu đen ngòm, hai cái mũi to bằng hai cái bát điếu. Vì là núi Mặt Quỷ nên không ai dám leo lên, vì cho rằng nếu trèo lên là không tôn trọng đấng tạo hóa. Có một điều thú vị là dù gọi là núi Mặt Quỷ, nhưng người dân nơi đây họ không coi núi là biểu tượng của cái ác, mà là biểu tượng bảo vệ cho cuộc sống bình yên của dân làng. Theo sử sách ghi lại, khi tướng giặc Liễu Thăng nằm trên kiệu Sơn Son Thiếp Vàng, qua cửa ải Chi Lăng đã vén rèn theo kim tuyến của cổ kiệu lên, rút kiếm lệnh chỉ lên núi Mặt Quỷ thề rằng: không làm cỏ được phương Nam, bình sông đất này, ta không trông thấy mặt người nữa. Các tướng xem kìa, lời ta là ý trời, mặt quỷ đã méo lại, quỷ đang khóc cho số phận diệt vong của giặc Lam Sơn đó. Chưa kịp dứt lời, thì từ núi Mặt Quỷ phát ra tiếng cười vang như sấm động, tiếng cười vang dậy cả trời, rung chuyển cả núi rừng. Liễu Thăng khiếp đảm, kêu lên trước khi đầu rời khỏi cổ, nơi đây đã chôn xác biết bao giặc ngoại xâm. Ngày nay, núi Mặt Quỷ là nơi thu hút nhiều du khách đến tham quan. Họ cũng được nghe nhiều truyền thuyết về ngọn núi kỳ lạ này. Phật quang xuất hiện trên đỉnh Phan Xipang. Vào khoảng 16 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2023, đỉnh thiên Phan Xipang bất ngờ xuất hiện Phật quang, tạo nên cảnh thiên vô thực giữa ngàn mây. Hiện tượng Phật quang hiếm có xuất hiện tại khu vực quần thể tâm linh, ở độ cao 2.900m trên đỉnh Phan Xipang. Phật quang xuất hiện ngay bên cạnh bóng tượng đại tượng Phật A-di-đà, khiến nhiều du khách có mặt không khỏi ngạc nhiên và thích thú. Chị Hoàng Thúy Ngân, Hà Nội chia sẻ: nhìn thấy ánh sáng Phật quang kết hợp cùng sương tạo nên không gian vô cùng kỳ ảo. Hiện tượng này đối với mình thật sự kỳ diệu, đặc biệt ngay trước ngày lễ Phật. Hiện tượng Phật quang từng xảy ra trên đỉnh Phan Xipang, chủ yếu vào mùa mây từ tháng 10 đến tháng 4. Hiện tượng xuất hiện 1-2 lần trong thời gian ngắn, thường có khi băng. Tháng 10 năm 2022, Phật quang xuất hiện ngay trong lòng bàn tay bức tượng Đại Phật trên đỉnh Phan Xipang. Theo quan niệm dân gian, Phật quang là một hình thức hiển linh của Phật, được xem như điềm lành. Vậy tại một số ngọn núi cao hoặc chùa miếu nổi tiếng, người ta thường nhìn thấy hào quang của Phật hay Phật quang. Đó là hiện tượng tự nhiên hay là thiên tượng đang gửi gắm thông điệp cho con người? Nhắc về Phật quang và những người được nhìn thấy Phật quang, có một truyền thuyết lưu truyền như sau. Từ mấy ngàn năm trước, vào những năm Vĩnh Bình triều Đông Hán, dưới đỉnh núi Hoa Nghiêm thuộc núi Nga Mi ở Tứ Xuyên, có một lão nhân lấy việc hái thuốc làm kế sinh nhai. Người ta gọi ông là Bồ Công. Ông đối đãi với mọi người rất hòa ái, vui vẻ giúp đỡ người khác, đã làm rất nhiều việc tốt. Ông cũng thường giao lưu với một hòa thượng tại chùa Bảo Chưởng trên đỉnh núi Bảo Chưởng. Hai người họ thường đàm luận về Phật Pháp. Một ngày nọ, khi Bồ Công đang hái thuốc trên đỉnh núi, từ không trung bỗng nhiên nghe thấy nhạc trời. Ông ngẩng đầu lên nhìn về hướng tiếng nhạc phát ra, thì thấy một nhóm người đứng trên mây ngũ sắc và bay đến kim đỉnh của núi Nga Mi. Người rất có huệ căn như Bồ Công biết rằng họ không phải tiên thì cũng là thần, cho nên ông đã nhanh chân chạy theo đám mây ngũ sắc đến thẳng kim đỉnh.
Sau khi đến Kim Đỉnh, ông nhìn thấy mây ngũ sắc lượn lờ quấn quanh núi, tỏa muôn ngàn ánh hào quang. Giữa vùng mây sáng chói, xuất hiện một vị thần tiên. Trên đầu đội một chiếc vương miện màu vàng kim, hai dải dây màu tím ở hai bên. Trên người ngoài khoác một chiếc áo cà sa gấm vàng, đang cưỡi một con voi lớn có 6 ngà. Cảnh tượng trang nghiêm thù thắng không ngôn từ nào có thể diễn tả nổi. Bộ công không biết vị thần tiên đó là ai, nên vội chạy về tìm hòa thượng bảo trưởng. Sau khi gặp hòa thượng, bộ công kể lại những gì mình nhìn thấy ở Kim Đỉnh. Hòa thượng bảo trưởng vừa nghe xong đã kinh ngạc nói, đó chính là Bồ Tát Phổ Hiền. Tôi thực sự rất muốn cầu Bồ Tát chỉ dẫn Phật Pháp. Nói rồi, ông kéo bồ công chạy đến Kim Đỉnh. Khi họ đến vách núi, nhìn xuống phía dưới chỉ thấy một vần hào quang bảy sắc. Hòa thượng bảo trưởng nói với bồ công rằng, bảo quang bảy sắc kia chính là hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiền, gọi là Phật Quang. Khi bồ công nhìn kỹ hơn vào đám mây, ông thấy giữa hào quang hiện ra kim thân của Bồ Tát Phổ Hiền. Ông đã chỉ cho bảo trưởng, nhưng hòa thượng bảo trưởng không nhìn thấy gì. Hòa thượng bảo trưởng xúc động nói, hàng ngày ông hái thuốc cứu người, làm nhiều việc tốt, do đó đã cảm động đến Bồ Tát, nên Ngài đã hiển hiện kim thân cho ông nhìn thấy. Những việc tốt tôi làm không nhiều như ông, cho nên tôi không thể nhìn thấy kim thân của Bồ Tát, mà chỉ thấy được bảo quang trên đỉnh đầu của Ngài. Từ đó, người ta gọi bảo quang mà các vị thần Phật hiển hiện ra là Phật quang, hoặc là Kim Đỉnh Tường Quang, và coi đó như là một điểm tốt lành cát tường. Thưa quý vị, dân gian luôn cho rằng núi Thiên là nơi có thần linh cư ngụ. Vì vậy con người cần thành kính, không được tùy ý mạo phạm hoặc phá hủy, nếu không tai ương có thể ập xuống với loài người. Đến đây cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Và như mọi khi, nếu thấy video này ý nghĩa, quý vị và các bạn hãy để lại bình luận cũng như đăng ký kênh để nhận được video mới nhất nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, An Nhiên xin kính chào và hẹn gặp lại.